Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bài biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Mỹ được cho là đang dần hết hệ thống phòng không trong bối cảnh giới chức tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do xung đột căng thẳng ở Trung Đông Theo một cơ quan truyền thông Mỹ, Washington đang triển khai thêm 6 hệ thống MIM-104 Patriot tới Trung Đông sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của nước này ở Syria và Iraq. Nguồn tin nhấn mạnh khẩu đội tên lửa mới này đang được gửi đến Bahrain, Kuwait và Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, việc tái triển khai loại vũ khí này ở Trung Đông đã khiến nguồn dự trữ của Washington căng thẳng đến mức Lầu Năm Góc quyết định rút Patriot khỏi triển lãm hàng không Dubai. Trước đó, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch trưng bày 3 hệ thống Patriot tại sự kiện này. Chính phủ Ukraine tuyên bố Patriot đã ngăn chặn thành công tên lửa siêu thanh Kinza của Nga Tuy nhiên, Moscow bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng số lượng tên lửa mà Kiev tuyên bố đã bắn hạ vượt quá tổng số tên lửa mà nước này đã triển khai. Hồi tháng 5, có thông tin cho rằng hệ thống Patriot đã bị hư hỏng sau khi không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga. Giới chức Mỹ khẳng định thiệt hại không đáng kể, nhưng Nga đã chứng minh nước này có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine. Hồi tháng 8, tên lửa của Nga đã tấn công vùng Envov và Lusk ở miền đông Ukraine, cách tiền tuyến hơn 644 km. Theo truyền thông Mỹ, khẩu đội tên lửa Patriot đóng vai trò là xương sống của hệ thống phòng không Mỹ. Washington đã triển khai 60 hệ thống này trên khắp thế giới và bán nhiều hệ thống khác cho các đồng minh. Một khẩu đội Patriot có tới 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa từ 4 đến 16 tên lửa. Trước đó, Jordani đã đề nghị Mỹ triển khai hệ thống Patriot để tăng cường phòng không ở biên giới, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, người phát ngôn quân đội Jordani chuẩn tướng Mustafa Al-Hiyari nói trên truyền hình Al-Mamlaka rằng Jordani đang phải đối mặt với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ cả phía Bắc, phía Đông và phía Tây. Trong khi đó, hệ thống phòng không Patriot là vũ khí tốt nhất để đối đầu với mối đe dọa như vậy. Đề nghị này được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do cuộc xung đột ở Gaza, cũng như các cuộc đụng độ ở biên giới Liban, Israel giữa lực lượng Hezbollah và Israel. Trong một diễn biến khác, mới đây, Bộ Quốc phòng Rumani thông báo nước này lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thuật sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot được mua từ Mỹ. Thông báo cho biết cuộc tập trận này nhằm thử nghiệm hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không Patriot được trang bị cho không quân Rumani từ năm 2020. Trung đoàn tên lửa Patriot Mihai Bravo 74 của Rumani đã di chuyển nhân sự và thiết bị đến trường bắn đất đối không Capo Media để tham gia tập trận bắn đạn thật. Romania đã ký hợp đồng mua tổng cộng 7 tổ hợp Patriot của Mỹ, trong đó 4 tổ hợp dành cho không quân và 3 tổ hợp còn lại dành cho lục quân. Tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 3,9 tỷ euro, tương đương hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, Mỹ đã chuyển giao cho Romania 2 tổ hợp Patriot. Theo tờ The Times of Israel ngày 13 tháng 11, sau khi chiếm được tòa nhà lập pháp ở giải Gaza, binh sĩ Israel thuộc lữ đoàn Golani đã chụp ảnh với cờ nước này trong tòa nhà. Bức ảnh đã được lan truyền trên mạng xã hội. Tòa nhà Hội đồng lập pháp Palestine ở Gaza chỉ phục vụ các nhà lập pháp của lực lượng Hamas từ khi nhóm này kiểm soát giải Gaza năm 2007. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Hamas đã mất kiểm soát Gaza và nói thêm không có lực lượng nào của Hamas có khả năng ngăn chặn lực lượng phòng vệ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel đang tiến tới mọi điểm. Theo ông Gallant. Hamas đang chạy về phía nam và người dân đang cướp phá các căn cứ của Hamas. Trong khi đó, tờ Daily Mail cho biết, Israel đang hoàn thiện kế hoạch tấn công mạng lưới đường hầm ở giải Gaza để giải thoát 239 con tin bị giữ ở đó, khi hy vọng về một thỏa thuận với Hamas ngày càng mờ nhạt. Theo ông Gershon Baskin, người tạo điều kiện cho cuộc trao đổi con tin lần gần đây nhất với Hamas vào năm 2011, những nỗ lực đàm phán giải phóng các con tin bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 đang tiến đến một thời điểm quan trọng. Ông nói, trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới, nếu không có thỏa thuận thả con tin theo thỏa thuận, các hoạt động quân sự nhằm vào những nơi con tin có thể bị giam giữ sẽ bắt đầu. Trước đó, có thông tin cho rằng 7 em bé đã chết tại khu vực sơ sinh của bệnh viện lớn nhất Gaza là al Shifa, nơi quân đội Israel đã bao vây. Phó lãnh đạo cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát, ông Youssef Abu Rish cho biết 27 bệnh nhân tại bệnh viện al Shifa cũng đã chết từ cuối tuần do thiếu nhiên liệu lực lượng Israel và Hamas đã đấu súng tại bệnh viện này. Israel nói bên dưới bệnh viện Al-Shifa có bong ke và đường hầm chỉ huy chính của Hamas. Hamas bác bỏ cáo buộc. Tiến sĩ Mohamed Tabasha, trưởng khoa nhi bệnh viện Al-Shifa cho biết, Ngày hôm trước tôi còn 39 em bé và vào ngày hôm sau chúng chỉ còn 36 em bé. Tôi không thể nói các bé này có thể tồn tại được bao lâu nữa. Hôm nay hoặc một giờ nữa tôi có thể mất thêm hai đứa bé nữa Lực lượng Israel đã công bố đoạn video cho thấy các tay súng Hamas xuất hiện tại bệnh viện thứ hai ở thành phố Gaza là Al-Quds. Binh sĩ Israel đã bắn từ lối vào bệnh viện này và phía Israel đã loại bỏ ít nhất 21 tay súng Hamas. Quân đội Israel cũng chia sẻ video và hình ảnh về một kho vũ khí được Hamas cất giữ dưới tầng hầm của bệnh viện Rantisi ở Gaza. Trung tâm chỉ huy nằm dưới tầng hầm này có lựu đạn, áo khoác tự sát và các chất nổ khác. Trong một cuộc họp báo ngày 13 tháng 11, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết thêm Chúng tôi cũng tìm thấy những dấu hiệu cho thấy Hamas đã giam giữ con tin ở đây. Theo ông Hagari, Israel đang điều tra thông tin này, nhưng cơ quan chức năng Israel cũng có thông tin tình báo xác minh điều đó. Tại cuộc họp báo, ông Hagari đã cho trình chiếu đoạn video ghi lại khu vực sinh hoạt thô sơ, bao gồm một căn bếp nhỏ cũng như một trục đường hầm gần đó mà ông cho rằng dẫn đến nhà của một chỉ huy hải quân cấp cao của Hamas. Trong khi đó, ngày 13 tháng 11, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát giải Gaza, cho biết đã thông báo với những nhà trung gian hòa giải về việc lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho 50 con tin, gồm phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin ở Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Theo tân hoa xã, trong một thông báo trên ứng dụng tin nhắn Telegram, ông Abu Ubaidah, người phát ngôn của lữ đoàn trên cho biết những nhà trung gian hòa giải của Qatar đã nỗ lực để những người Israel bị bắt làm con tin được trả tự do, đổi lấy việc phóng thích 200 trẻ em và 75 phụ nữ Palestine. Ông nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn sẽ đảm bảo chấm dứt các hoạt động thù địch và cho phép hàng viện trợ đến được với người dân ở giải Gaza đang hết sức thiếu thốn. Quân đội Israel vừa qua nói rằng họ đã phát hiện một kho vũ khí được Hamas cất giữ dưới tầng hầm của một bệnh viện nhi ở Gaza. Đây cũng là nơi mà quân đội Israel cho rằng dường như các con tin đã bị bắt giữ. Cụ thể, theo hãng tin Reuters của Anh, dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, quân đội nước này đã tìm thấy một trung tâm chỉ huy với kho vũ khí chứa lựu đạn, áo khoác cảm tử và các chất nổ khác. Chúng được các tay súng Hamas cất giữ ở tầng hầm của Bệnh viện Rantisi, một bệnh viện nhi chuyên điều trị bệnh nhân ung thư ở giải Gaza. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình mới đây, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết thêm, chúng tôi cũng tìm thấy những dấu hiệu cho thấy Hamas đã giam giữ con tin ở đây. Theo chuẩn đô đốc Daniel Hagari, việc này đang được phía Israel điều tra, nhưng cơ quan chức năng Israel cũng có thông tin tình báo xác minh điều đó. Trong buổi họp báo, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã cho trình chiếu đoạn phim về những gì có vẻ là khu sinh hoạt thô sơ, bao gồm một căn bếp nhỏ cũng như một trục đường hầm gần đó mà ông cho rằng dẫn đến nhà của một chỉ huy hải quân cấp cao của Hamas. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, Hamas đã kiểm soát toàn bộ khu vực này và tiến hành cuộc xung đột chống lại người Israel từ bệnh viện này. Hamas tới nay chưa có bình luận gì về tuyên bố mới nhất của Israel. Ngoài ra, quân đội Israel còn tìm thấy một chiếc mô tô có vết đạn mà chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho rằng dường như đã được sử dụng để đưa con tin đến giải Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7 tháng 10 vào miền nam Israel. Để trả đũa, Israel đã tiến hành một cuộc bắn phá dữ dội vào giải Gaza và tiếp theo là một chiến dịch trên bộ đưa các lực lượng của Israel tiến sâu vào vùng đất này. Hãng tin Reuters cho biết thêm, xe tăng của Israel đã được nhìn thấy bố trí bên ngoài cổng bệnh viện Asifa, bệnh viện lớn nhất ở giải Gaza, nơi hàng trăm bệnh nhân vẫn đang chờ được sơ tán. Khi tấn công Hamas, Israel đã cáo buộc lực lượng này sử dụng bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự khác để che giấu các trung tâm chỉ huy và vị trí vũ khí cũng như sử dụng dân thường và bệnh nhân trong bệnh viện làm lá chắn sống. Hamas và các nhà lãnh đạo bệnh viện ở giải Gaza đã phủ nhận việc các cơ sở y tế được sử dụng theo cách này. Về phần mình, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza. Trong khi đó, Israel cho biết họ đang cho phép sơ tán bệnh nhân và dân thường. Hiện nay, hơn một nửa các bệnh viện Gaza quá tải đang là minh chứng rõ ràng cho sự tàn khốc của cuộc xung đột Israel-Hamas. Mới nhất, hai bệnh viện lớn nhất của Gaza là Al-Shifa và Al-Quds tuyên bố ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì quá tải và thiếu thốn thuốc men và điện. Theo tổ chức y tế thế giới, bệnh viện Al-Shifa thậm chí còn đang bị Israel thắt chặt vòng vây do nghi ngờ lực lượng Hamas đặt trung tâm chỉ huy bên dưới bệnh viện này. Trước tình hình như vậy, Liên minh châu Âu lên án việc Hamas đang sử dụng bệnh viện và dân thường làm lá chắn sống ở Gaza, đồng thời cũng kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế tối đa để bảo vệ dân thường. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng chia sẻ, chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc đọ súng ở bệnh viện, nơi những người vô tội, những người bất lực, những người đang tìm kiếm sự chăm sóc y tế bị vướng vào làn đạn. Hiện quân đội Israel đang ưu tiên sơ tán trẻ em và phụ nữ ra khỏi bệnh viện Asifa trước khi tiến hành các hành động quân sự tiếp theo. Giới chức y tế tại giải Gaza cảnh báo hàng nghìn bệnh nhân nặng đang đối mặt nguy cơ tử vong do không được tiếp cận điều trị đầy đủ. Tính từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel hôm 7 tháng 10, có tới 23 trong tổng số 35 bệnh viện tại Gaza phải ngừng hoạt động. Những bệnh viện còn hoạt động đều trong tình trạng quá tải nhiều lần công suất thiết kế, đồng thời đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn thuốc men, vật tư y tế do chính sách bao vây phong tỏa của quân đội Israel.